Hào Dưa Si Bít. Trường tương tư rất quan trọng đối với Dương Tử. Địch Đại Nhật Ba và Cung Tuấn không có mối quan hệ riêng tư. Tin tức Dưa Si Bít ngày hôm nay liên quan đến dàn sao Hoa Ngữ Đình Đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao. Thứ nhất, Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby lúc mới ly hôn vì còn ràng buộc kiện tụng thương vụ, sau đó hết ràng buộc nên lập tức thả tự do cho bản thân. Thứ hai, Hoa Thần Vũ bị cắt chương trình là vì hiệu quả biểu diễn chứ không phải vì đời tư, vì thế không bị ảnh hưởng đến bất cứ chuyện gì. Thứ ba, vụ trộm không thể giấu của Trần Chất Viễn. Không đạt kết quả như kỳ vọng, nhưng sau lưng anh ấy có EQG, tài nguyên không cần lo lắng, sau này vẫn còn có phim cây ô liu màu trắng. Thứ tư, nước đào tạo diễn xuất cho Tuấn Mở rất nổi tiếng trong giới nghệ sĩ, không ít diễn viên tuyển 2, tuyển 3 đều đến đó học. Thứ năm, bộ phim Trường Tương Tư rất quan trọng đối với Dương Tử, nếu bộ phim không thành công, điều đó có nghĩa giá trị diễn viên đã thực sự giảm. Tất cả những lời nhạo báng trong 2 năm qua thực sự sẽ trở thành một gánh nặng đối với cô. Nếu phim trở nên nổi tiếng, điều đó có nghĩa là giá trị của Dương Tử vẫn còn, giá trị thương mại có thể được phát huy. Thứ 6, cư dân mạng đang phàn nàn về phim Ngọc Cốt Dao, nhan sắc của nữ chính là mục tiêu của hỏa lực, vốn dĩ kịch bản không đủ xuất sắc, có thể chiếu và hot là phải tạ ơn trời đất. Hiện giờ bị chê cười thoát vòng sẽ ảnh hưởng lớn đến sau này phát sóng. Thứ 7, Địch Đại Nhật Ba và Cung Tuấn không có mối quan hệ riêng tư. Thứ 8, gần nhất Triệu Lệ Dĩnh đã chuẩn bị giảm bớt nhân viên đoàn đội, chỉ giữ lại người cô ấy tin tưởng. Thứ 9, Giữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh Lâm Canh Tân tạm thời chưa lên sóng.